Tỷ phú Jeff Bezos đính hôn với bạn gái. Người sáng lập tập đoàn Amazon, tỷ phú Jeff Bezos và bạn gái Lauren Sanchez đã đính hôn. Thông tin trên do một nguồn tin thân cận với cặp đôi nói với kênh CNN ngày 22 tháng 5 giờ địa phương. Tuy nhiên, không có thêm thông tin chi tiết nào về lời cầu hôn cũng như kế hoạch đám cưới. Bà Sanchez từng là phóng viên giải trí và người dẫn chương trình tin tức, hiện là nhà từ thiện. Ông Bezos và bà Sanchez lần đầu tiên công khai mối quan hệ vào năm 2019. Kể từ khi ông Bezos và bà Sanchez bắt đầu hẹn hò, họ hầu như giữ kín các thông tin về cuộc sống. Vào năm 2022, cặp đôi đã trả lời phỏng vấn chung kênh CNN tại nhà riêng ở Washington DC. Trong cuộc phỏng vấn ngồi chung đầu tiên, họ đã nói về công việc từ thiện, hướng tới trao tặng có chiến lược khối tài sản khổng lồ của tỷ phú Bezos cho nhiều mục đích. Khi nói đến những nỗ lực từ thiện, bà Sanchez phát biểu với CNN rằng họ là đồng đội thực sự tuyệt vời trong lĩnh vực này. Trong khi đó, ông Bezos mô tả bạn gái là người hào phóng nhất, có trái tim nhân hậu nhất mà bạn từng gặp và nói rằng bà là nguồn cảm hứng. Ông Bezos cũng là người sáng lập công ty vũ trụ Blue Origin, đã có mặt trên chuyến bay vào vũ trụ năm 2021 và trở về trên tên lửa New Shepard của Blue Origin. Bà Sanchez nói với CNN rằng mình cũng có kế hoạch lên vũ trụ trong những năm tới và sẽ tham gia cùng với một nhóm phụ nữ tuyệt vời. Trước đây, tỷ phú Bezos đã kết hôn với bà Mackenzie Scott trong 25 năm và có 4 người con. Còn bà Sanchez có 3 người con trong các mối quan hệ trước đó và đã ly hôn vào năm 2019.